chủ của ngươi mới là xà nữ dễ dãi, chạy đi tìm nam nhân ở nhân giới, còn để cho con người ôm hôn dễ dàng nữa chứ. Đúng là không biết xấu hổ, không đáng được gọi là xà nữ một chút nào, mà nên gọi cô ta là con ả lẳng lơ xấu xa. À Mai à! Mày dám đánh tao hả A Đông? Chuyện sao? À! Mày dám đánh tao sao? Dám đánh tao mày hả? Dám đánh tao hả? Dám đánh tao sao? Chụp mắt nè. Chủ của mày cũng vậy thôi, muốn trở thành nữ vương đến mức run rẩy nên cứ đi dè dặt quốc vương, dù cho quốc vương không thèm để ý. Ai mà không biết điều này? Mày dám chửi tao không?